Xin mời các bạn đón xem trận giao hữu bóng bàn giữa hai cơ thủ, một cơ thủ Minh Tiến đến từ xóm Quang Trung và cơ thủ Quang Nam đến từ xóm Thơ Sơn Chín. Điểm 0-1. Đội bóng tốt 2-0 nghiêng về Quang Nam. Thơ Sơn Chín rất tuyệt vời, ba bỏ nhỏ thành công của Minh Tiến lấy về điểm số đầu tiên của Minh Tiến, tỷ số 2-1. Đội bóng tốt, đội bóng 1-3. Đội bóng tốt 1-4. Vân Anh bình luận to lên. Bóng ngoài. Bóng ngoài sân hai phải. 7-3. Có ba rồi, vẫn vào rồi chứ. Anh tiền thiếu 2-3. Ui tí vào. 8-3. Phá vào đó không thành công. 4-8. Đổi bóng 4-8. Bóng ngoài. Đổi bóng. Không đổi đâu. 15. 15. Là bóng tốt. 6, 10. Úi giời, 70, 30 chưa phải là Tết đâu. Cố lên Minh Tiến. Ôi ơi. 18. 30 chưa phải là Tết. Như vậy kết thúc trận đấu thứ nhất thì Quang Nam Tân Dân Chín tạm dẫn Minh Tiến xóm thi đua với tỷ số là 1-0. Hai cầu thủ đổi bên và tiếp tục thi đấu trận đấu thứ hai. Bóng ngoài. Điểm 0-1. Vừa ăn cho đây đứng ra đây đọc tỷ số hay đọc to à? Đứng đây đâu. Ừ. Nghe nó bảo đấy. Hay lắm. Bóng nó nảy linh tinh. Nó xoáy. Nó nảy lung tung cả. 2-0. 3-0. 1-0-4. Ôi. Liên tục là những pha sắt bóng hỏng của Quang Nam. Pha bỏ nhỏ rất sắc sảo của Quang Nam đến từ Tân Sơn Chín. Tỷ số bây giờ là 3-6. Bóng ngoài. 4-6-4. Phía trái màn hình của các bạn là cầu thủ bóng bàn Minh Tiến đến từ xóm Quang Trung, sinh 1989, hiện nay chưa người yêu. Cháu đây. Tốt lên. 7-6-7. Ui giời ơi, bảy đâu. Cảm thấy nóng này. Đánh này mệt quá đấy. Ôi, chung mười. Đẹp lắm nha. 7-6 bọn đều là 7-8. 9-7, Minh Tiến đang dẫn. Quý vị và các bạn đừng rời màn hình chúng này. Trận đấu rất hấp dẫn. Bóng rúc. 7-10. 7-10-7.
Wow, sang trận đấu thứ hai thì mình tiến dẫn với tỷ số là 11-7 và tổng tỷ số là 1-0. Tổng tỷ số là 1-0. Tổng tỷ số bây giờ là 1-0. Trận đấu thứ ba bắt đầu. Bóng ngoài, điểm 0-1. Bỏ bóng, bóng qua lưới, điểm 2-0. Bóng không có lưới, 3-0 cho Minh Tiến. Kinh à? 30 cho bạn là Tết. Rất tự tin Minh Tiến. Điểm số đầu tiên cho Quang Nam, 1-3. Tổng tỷ số bây giờ là một, đang là tỷ số 1-0 các bạn nhé. Đợt bóng tốt, 2-3. Bỏ nhỏ không thành công. Điểm 4-2 cho Minh Tiến. 4-3. Đúng rồi. Sáu bốn, mình kiến đang dẫn. Ái nhà, xét rất khó chịu. Bóng rút. 6-5. Tỷ số bây giờ 6-5. Đúng không ạ? Bảy đều. Tỷ số bây giờ là 9-7, con nào nó dẫn. Mười bảy. Bóng ngoài, đội điểm 80. Như vậy kết thúc trận đấu thứ ba, Quang Nam tạm dẫn với tỷ số 2-1. Tổng tỷ số lớn bây giờ là 2-1, Quang Nam đang dẫn. Mời các bạn tiếp tục theo dõi trận đấu thứ tư. Bóng ngoài, điểm 1-0 cho Minh Tiến. Đội bóng tốt, 2-0. Đổi bóng, 0-2, Quang Nam phá bóng. Chết. Có con. Anh Nam mỏi rồi, cố lên. Anh ngồi đây. Anh tốt lắm. Anh Nam mỏi rồi, thế là đọc ở đây thôi. Ui giời ơi. 5-4. 5-4. 5-4. Đó to, đánh đến to nhé. Đội bóng 5-7. Vẫn còn. Rất nhanh. Ôi,
89. Nó rất hấp dẫn quý vị và các bạn. Thì giống bây giờ là 18. Con nào? 10 đã. Anh Nam có đối thủ ở đấy. Rất đen của con Nam là bóng dẫn lưới. 19. Anh Tiến có được. Anh Tiến có được. Anh anh Tiến rước một quả. Tiến rước một quả. Anh chạy nhanh. Tổng tỷ số bây giờ là 2 đều. 2 cầu thủ và tiếp tục thi đấu sang đấu thứ 3. Thế đấu thứ 5. Luật đóng bàn ở quy định ở khu vực mình là chơi 5 set thắng 3. Thôi, 2 cầu thủ. Cầu thủ Quang Nam thì có vợ ra động viên tới đây trốn, nhưng mà cầu thủ Minh Tiến sinh năm 1989 hiện tại là chưa vợ. Hiện tại cũng chưa vợ và cũng chưa người yêu quý vị và các bạn ạ. 1-0. Tỷ số bây giờ là 0-2, nếu mực bình luận to. 1-2. Bóng tốt, và bỏ bóng rất đẹp mắt. 2 đều. Bóng không có lưới rồi. 3-2. Vẫn còn. Không được rồi. 2-4. Nét. Xoáy thế nhỉ. 5-3. 6-3. 4-6. Sáu đều. 7-6. Anh phát được bóng nhanh lên một tí. 7 đều. Trận đấu rất hay và kịch tính quý vị các bạn. Đừng rơi vào lúc này. Đây là môn thể thao của. Nhanh, anh đang hỏi lắm rồi. Anh đang hỏi lắm rồi. Chưa rồi, chủ động rồi. Lại làm thế chủ động rồi. Chết rồi. Anh làm 8, 7. 7, 8. Ai xét? Tiến xét à? 8 đều. Trận đấu rất hay và kịch tính. 9-8. Chết rồi. Ôi, 9 đều. 8-1. Anh Tiến xét. 9-10. Tỷ số bây giờ là 9-10. Sang đi cổ vũ cho 4 nam này. Vũ cổ vũ cho 4 nam này. Anh ơi đừng đâu rồi bà. Quyết đi Tiến, Tiến Tiến ngon quá. Quyết. Như vậy kết thúc xe đấu thứ 5 thì con Nam dẫn với tỷ số là 11-9 và tổng tỷ số thắng là 3-2. Mình xin kết thúc video đây. Mình xin chào các bạn, chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ.